Đấy, đứng dẫn gần người này. Đứng dẫn gần. Hello, xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Săng Ma TV. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Gà Vlog. Thì nói đi, nói đi. Thôi nói trước đi. Thì cả nhà thì hôm nay thì hai anh em mình thì cũng như là tập rồi, hai mình đã dùng nghi thức để cho Nguyên Gà xuất ra để giao tiếp, trò chuyện cũng như là nói chuyện trực tiếp với cái hương linh đó. Bà cũng hiểu rõ nguyên nhân và cũng như là tình trạng của cái hương linh đó thì cũng đang thiếu thốn và đang nói khác gì đó. Nhà nó đi thì coi như hôm nay cả nhà thì hai anh em mình có chuẩn bị một ít trái cây với lại bộ đồ mà đồ giấy cả nhà, thì đến để cúng cho cái vong linh nơi này nè. Thì lần trước mình đã có giao tiếp với lại linh hồn thì cũng biết là coi như cái linh hồn rất là khổ sở cả nhà, thì hôm nay thì chắc một xíu hai anh em mình sẽ vào trong đó để quay xem coi cái vong linh nó có xuất hiện hay không cả nhà, mà sẽ cúng kiến và đốt quần áo cũng như cái tiền bạc nó, thì mình cũng đặt cam xem coi cái linh đó họ có đến hưởng hay không nó. Thì nói chung thì mình làm vấn đề này thì mình giúp được thì giúp, còn nếu mà quý cô chú anh chị là thương á, thương tình cũng như là thương ủng hộ anh em thì ví dụ như là có gửi chút ít kinh phí này nọ cho anh em mua những cái đồ như nhang đèn quần áo giấy tiền giấy bạc đó, cái cây đó, thì anh Nguyên cũng như Tú rất là cảm ơn đó. Thì cái nguồn kinh phí thì cũng rất là hạn hẹp, thì kênh cũng nói chung kênh này Tú cũng kiếm được nhiêu tiền cả đó, thì cũng rất được mong mọi người ủng hộ đó. Thì bây giờ thôi, giờ cũng không nói dài dòng, thì bây giờ hai anh em bắt đầu đi vào trong. Thì hiện bây giờ thì hai anh em mình sẽ đi vào trong đó cả nhà, đi thôi. Thì cả nhà bây giờ bắt đầu mình vào nha. Thì tập trước á, rất là xui cho hai anh em là quay là hình như là 3 4 hồi 7 8 hẹp á mới xong. Tại vì mưa. Đang quay cái trời mưa ầm tả luôn. Dừng cái quay hoài mọi người. Cây mọi người thấy cây này không? Cây này nhiều nhánh thấy ghê không cả nhà. Mà cái này thì mình biết cái gì nữa, hình như kêu bằng cây xanh, kêu bằng cây gì đó. Đêm nay thì cũng chưa biết như thế nào nữa. Thấy gì không? Không, là chưa thấy gì hết. Nhánh gì trời, thầm thấy ghê vậy. Qua chúng có nhánh hết hồn, cái gì không làm thầm hết hồn chứ. Cần tới không chuyện này. Này không thấy ta. Cây này nhận ghê ha, quá bự.
gánh đưa ra tà lô chứ. Cây này, cây này hôm trước là lần trước mình đến là đứng đây nè. Ừ, nhưng mà mình lỡ gần mất tiêu rồi. Khi mình lỡ gần mình không có thấy. Là bên ngoài phải sao, tối quá tối. Người cái nhà thì hôm nay chắc có lẽ là sao không thấy không biết nữa. Chắc có lẽ mình sẽ đặt camera luôn, cúng kiến luôn, xem cái hương linh này họ có ra hay không nha. Rồi xuất hiện ra hưởng không, còn trái cây và quần áo đồ nọ không. Thì mọi người ơi, thì chắc có lẽ là Tú sẽ tạm dừng máy để đặt camera để cúng kiến này nọ luôn nha. Ok cả nhà, thì bây giờ thì hôm nay mình cũng tạm dừng cả nhà để chuẩn bị mình cúng kiến cả nhà. Cả nhà ơi, thì hôm nay hai anh em đem đến đây một bộ đồ, chuẩn bị một ít trái cây với lại một cái bộ đồ này cả nhà, với tiền vàng bạc nữa không. Thì mình có đem đây là hai trái thanh long với một chùm nho lông chùm với một trái bơ lông trái lê má ơi nói chuyện đó. Thì củ ít lòng nhiều, cũng rất là mong được cái hương linh này họ tiếp nhận nha. Thì nếu mà hương linh có linh thiêng thì xin hãy về ăn trái cây và nhận đồ với lại hướng nhang. Thôi bây giờ thì mình chỉ quay sơ sơ cho mọi người thấy rõ là cái nơi cúng kiến cũng như là hôm nay mình cúng cái gì thôi. Thì giờ mình sẽ đặt camera cả nhà. Ok. Thì mình sẽ đặt cam của mình song song ở đây luôn cả nhà. Coi như là anh đặt cam ngay chỗ đó luôn đi. Cặp mấy em luôn nha. Thì hai máy là coi như là chỉ một góc đặt luôn á. Rồi, bây giờ mình đến đó mình đốt nhang đi. Cũng như là giấy tiền và quần áo á, mình đặt máy xong rồi mình sẽ đốt sau này cả nhà. Rồi đốt. Là một lát mình cúng xong rồi mình để tiền với tiền bạc với lại áo ở đây luôn phải không? Mình đốt. Nếu mình cúng xong rồi mình sẽ đốt sau. Đứng dẫn gần Nguyên ơi. Đứng dẫn gần. Thôi kệ 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 bỏ mít đi. Đứng lên đi luôn đi. Bỏ mít đây rồi đi chứ. Bỏ mít đây đi. Đứng cho kệ đi, mình đi chỗ khác đi. Chắc nó thấy mình cúng bị con linh bị lợ hưởng đó. Để cái đèn úp xuống á.
cả nhà bây giờ thì không biết thế nào. Thì lúc đầu anh em đi đốt nhang xong thì thấy ngồi trên đó đó, không biết ngồi trên đó sao không biết. Thì hồi nãy lúc mà đầu mình đang đứng đây cả nhà thì mình không thấy, thì mình cũng thấy đứng trên đó như là mình hết hồn. Thôi bây giờ mình đốt cái tiền bạc luôn. Đốt cái giữa này cho mau cháy. Đó thì nay tôi đốt cho cô đó nha. Thì cô đến nhận nha. Không biết nãy giờ cô có ở đây hưởng bánh không nữa. Thì cô có linh thiêng thì cô về hưởng đến nhận quần áo đi. Quần áo tiền. Mà... đốt euro cho cô nha. Này euro, tiền euro á, mắc lắm á. Đứng cái cây gì đó chiều chiều lên. Có lẽ ghê không? Rồi cả nhà thì anh em cũng đã cúng kiến và đã đốt cái tiền vàng bạc xong, quần áo xong. Thì chắc có lẽ thì anh em mình sẽ tạm dừng video tại đây. Thì nếu mà cả nhà có quý mến hai anh em của mình thì cả nhà thì xin cả nhà hãy chia sẻ và like cho anh em mình đi cả nhà. Và đặc biệt nhớ đăng ký kênh để theo dõi và xem những video sát khác nha. Thì bây giờ thì chắc tạm biệt mọi người. Và chào tạm biệt cả nhà. Chắc tạm biệt mọi người. Và chào tạm biệt cả nhà.